Bình Định là một trong những tỉnh có lực lượng tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất cả nước. Thời gian qua, Bình Định đã có nhiều nỗ lực trong công tác chống khai thác IUU. Thế nhưng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 3 tàu cá vi phạm bị nước ngoài bắt giữ. Tại cảng cá Quy Nhơn, đoàn công tác đã kiểm tra việc ghi chép, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, kiểm soát nhật ký khai thác và các điều kiện đảm bảo tàu cá khi xuất nhập bến. Qua kiểm tra, đánh giá, Bình Định đã triển khai khá tốt công tác chống khai thác vi phạm IUU, đặc biệt là công tác ghi chép nhật ký, kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất nhập bến và sản lượng, truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt. Tuy nhiên, đối với Bình Định thì rất đáng tiếc là trong 4 tháng đầu năm thì vẫn để 3 tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài. Thì cái này Thủ tướng cũng đã có công điện 265 là phê bình các tỉnh là để tình trạng tàu cá vi phạm khai thác ở vùng biển nước ngoài và yêu cầu các tỉnh là phải kiểm điểm, đánh giá và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 5 năm 2023. Phía EC đặc biệt quan tâm đến việc vì sao tàu cá vi phạm còn nhiều, nhưng việc xử lý còn hạn chế so với số vụ vi phạm. EC khuyến nghị Việt Nam cần xử lý nghiêm những vụ vi phạm để răn đe, ngăn chặn, đặc biệt là phải chấm dứt tình trạng tàu cá đánh bắt vi phạm vùng biển nước ngoài. Đây là điều kiện tiên quyết để Việt Nam gỡ thẻ vàng IUU. Theo chỉ đạo của Ban Nhân dân tỉnh thì được sự phối hợp của các tỉnh trên cả nước thì đối với các tỉnh có gửi cái thông báo về cho các cái tàu có nguy cơ vi phạm và cái tàu mà vi phạm thì về cho các địa phương thì dựa trên các cái thông tin dữ liệu của tàu đấy thì đơn cảng cá sẽ đối chiếu. Đối với những cái tàu vi phạm, cảng cá sẽ tạm ngừng không cho làm thủ tục xuất bến và thông báo lại cho cái tổ IUU được biết để có biện pháp xử lý hoặc là hướng dẫn cho tàu hoàn thiện các hồ sơ theo quy định rồi mới đủ điều kiện thì mới cho làm thủ tục ra khơi, đánh bắt. Chiều cùng ngày 20 tháng 4, đoàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến dẫn đầu cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Định. Hội nghị đã triển khai các giải pháp cấp bách xử lý theo các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu tại đợt thanh tra lần thứ 3 và chuẩn bị làm việc với đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2023.